Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trên màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Santa Fe mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Hiện nay chúng tôi đang có mấy chiếc xe Hyundai Santa Fe. Quý vị và các bạn nhìn cũng đã biết ở trong nhà chúng tôi đang còn một con. Và đây là một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được, Hyundai Santa Fe phiên bản SLX. Chiếc xe được sản xuất năm 2011. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết cái phiên bản SLX nó là cái phiên bản cao cấp nhất, phiên bản đầy đủ đồ nhất rồi ạ. Xe được trang bị đầy đủ hết option rồi, từ khóa thông minh, đèn ổ start top này, cửa nóc này, loa JBL 12 túi khí, điều hòa 3 vùng, rửa đèn pha này, đèn pha bi xenon, rửa đèn pha, cảm biến trước sau, đầu DVD, màn hình, camera lùi, tức là không thiếu một thứ gì cả. Và chiếc xe được sản xuất năm 2011 như những chiếc xe của tôi đây, thì hiện tại nó đang rất ít trên thị trường Việt Nam ạ. Tại vì sao tôi nói ít thì quý vị và các bạn chắc là cũng đã hiểu. Cái năm 2011 là năm thông tư 20 bắt đầu thực hiện, tức là cấm tất cả các đơn vị nhập khẩu ô tô. Cho nên là những chiếc xe được sản xuất năm 2011 thì rất là hiếm trên thị trường ạ. Trên thị trường là nhiều anh em cũng đang bán rất là nhiều, nhưng mà phần lớn là sản xuất năm 2009, 2010 thôi ạ. Chứ 2011 thì chỉ có đếm trên đầu ngón tay thôi ạ, chỉ có mấy con thôi ạ, không có nhiều đâu ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là hơn 600 triệu đồng thôi. Nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu, máy EVGT 2.0 này, thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp đến chiếc xe này, thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe này. Thưa với quý vị và các bạn, những chiếc xe Hyundai Santa Fe máy EVGT và cái phiên bản 2.0 máy dầu thì thực sự là rất là ít. Và cái máy EVGT thì quý vị và các bạn chắc cũng đã biết rồi, nó rất là bền bỉ, thực sự rất là bền bỉ và kinh tế. Đi nó tiết kiệm nhiên liệu và máy nó rất là bền. Ở cái phiên bản nội địa mới có phiên bản này, chứ nếu như những cái phiên bản nhập khẩu theo tiêu chuẩn của hãng thì không bao giờ có cái máy 2.0 EVGT này đâu ạ. Chắc là quý vị và các bạn, nhiều quý vị và các bạn nghiên cứu thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.